đường quý vị ơi. Anh Sơn lên. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai chiếc chìa khóa rồi. Hết giờ rồi Lâm ơi. Nhanh lên được không em, được chưa? Quý vị thân mến, ở dưới hồ sẽ có 50 cái chìa khóa. Mà bây giờ phải coi vô cái sự may mắn của anh Mực và gia đình của anh Mực chị Mai. Nếu mà gia đình anh Mực chị Mai may mắn thì chúng tôi sẽ kiếm được cái chìa khóa nhanh hơn bình thường. Hiện giờ chúng tôi đang có 50 chìa và đang kiếm đến cái chìa thứ 12.